Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm đây là clip mà do ngày mùng 2 tháng 9 mình nghỉ. Thì thành thử ra là nó bị dồn rất nhiều web SQL IP, cái web lãi suất cao nó rất dồn rất là nhiều web. Đáng lẽ lên ngày nó sẽ ra được một web, vì căn bản là chúng ta đây đang chơi ở toàn thế giới, thành thử ra ngày nó sẽ giới thiệu được khoảng độ 1 đến 2 web mới. Mình lại nghỉ mất một hai ngày, thành thử ra là nó bị dồn rất là nhiều, đâm ra ở cái clip này nó hơi bị nhiều web web lãi suất cao như vậy. Đâm ra các bạn cố gắng xem, nó hơi dài một chút bởi vì nhiều, nhưng mà mình sẽ cố gắng là nói đi qua đẩy nhanh thôi, bởi vì cái những web như thế này nó sẽ là đa phần là dành cho những bạn biết chơi rồi, đâm ra kỹ thuật cơ bản mình sẽ không cần phải nói quá nhiều. Thành thử ra là bạn nào mà mới chơi ấy, thì lên sử dụng những web này như kiểu là vấn đề là tham khảo thôi, còn các bạn nào mà biết chơi lâu rồi thì có thể xem nó. Ok, chúng ta đi xem web như thế nào nhé. Các thứ tự của web mình sẽ để theo việc mình làm clip. Thì đây, cái web đầu tiên thì chúng ta có gì? Đăng ký ấy. Khi link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới, anh em cứ thế mà click link là đăng ký thôi. Mình sẽ đi nhanh theo kiểu là mình chỉ mang yếu tố check web và đánh giá là nhiều ở trong những cái web như này, bởi vì mô típ của những web lãi suất cao thì nó giống hệt nhau chứ cũng không có gì khác nhau cả. Ok, thì ở đây ở với cái web đầu tiên này chúng ta có thể vào đô này, Bitcoin này, euro, ok, có cả vào euro này, ruble, XVR đầy đủ. Việc đầu tiên của những web như này bao giờ cũng phải open new sheet thôi. Open, chúng ta cộng đây đô, ruble, XVR được phết đấy nhỉ. Con này mình thấy cảm thấy nó rất là ngon đấy. Chúng ta sẽ xem thử xem là hiện tại nó còn thanh toán không. Paying mới chạy được 3 ngày thôi. Nhưng mà hình như là plan này hơi khó chơi đây. Tuy là web mới chạy được 3 ngày nhưng mà plan hơi khó chơi, thì mình thử vào thử nào. Ruble thì có cho vào payer này. Đây các bạn ấn vào đây là ADV card này, ấn vào đây là đổi. Ok, để mình thử xem cái plan của nó sẽ như thế nào nếu như mà chúng ta vào nhé. Đồ này, basic. Cái basic nhất là chúng ta phải vào bằng 10 đô. Lãi suất là 0.7 đến 0.9. Có lẽ là 100 đô sẽ leo lên 0.9, nhưng sao nó không ghi rõ cái đây, profit calculate, mình sẽ thử tính xem. Khoản basic này, ruble này thì mình phải vào khoảng độ 700 ruble. Không chấm mấy nhỉ? Percent phần trăm. Basic. Chưa tính nhá. 700. Đây là số tiền mình nhìn về đầu tư này. Chưa tính lợi nhuận ra ngày đâu. Không tính à. Mẹ thằng này ghê nhỉ. Vừa xem phần trăm mình về phần trăm đầu tư của đầu tư. 700 đô. Nó không hiện ra rồi. Vớ vẩn. Nếu không hiện ra thế này thì rất là ấy. Nhưng mà cái vòng đời để ghi như nó ghi là working là 365 ngày với lãi suất là 0.7 thì không, cứ cho là tính là 0.7% thì ở đây tính cũng được. Thì 0.7% của 10 thì chúng ta sẽ có
0.7 này, chúng sẽ nhân với 365 ngày, 65 ngày. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có được 255%. Có nghĩa là bạn bỏ vào 10 đô thì sau 365 ngày bạn sẽ có được 25 đô. Đấy. Vì 255% mà thì 100% sẽ là 10 đô, và khi 255% tương đương với 200, cứ cho là 25 đô, hơn 25 đô tầm đấy đối với con này. Nhưng mà cái đấy thì chạy hơi lâu, con này thì là thuộc loại HIV, nó hơi lâu, anh em có thể tham khảo, và nó mới chạy được 3 ngày thì chúng ta có thể tham khảo. Về cá nhân mình thì mình không thích những cái web mà chạy lâu như vậy, vì mình không thể mà quản lý được những cái web nó chạy quá lâu như vậy. Còn về cá nhân các bạn thích hay không thì tùy, link mình để ở phần mô tả bên dưới nhá. Ok, chúng ta đi thêm web tiếp theo. À, cái web này chỉ cần bạn điền cái ví Bayer là được. Con này mình thấy họ đánh giá cũng rất là tương đối là cao, mặc dù cái thể loại web này mình cũng không thích lắm. Thực sự là mình luôn luôn khuyến khích các bạn là không nên chơi cái thể loại web như thế này, bởi vì thực sự mình không thích lắm. Không thích lắm đâu. Bởi vì nó đây, nó ngày khởi tạo là ngày 31 tháng 8, hôm nay là ngày mùng 3 à, mùng 4 rồi thì nó cũng mới chạy 4 ngày. Bạn có thể tính như một lợi nhuận này. Ngày 1, ngày 2, 5 đô, 5 đô. Từ 5 đô, tổng 10 đô, 10 đô. Vậy 10 ngày là 50 đô. Vậy là khoảng độ 20 ngày là các bạn sẽ hồi vốn nếu như vào 100 đô. Ví dụ như là nếu như mà 1 đô chẳng hạn. Con này nó cũng, mình cũng không phải là cũng không thích con kiểu dáng này đâu. Nên anh em cứ để suy nghĩ. Đây mình sẽ điền cái địa chỉ ví BO vào đây. Con này nó chỉ cho cái đây nhá, cho bạn chạy. Về cá nhân mình thì mình không thích cái loại như thế này lắm. Thì có thể logo in bằng ok thì điền này, thế là xong. Các bạn là cái payment này nó của nó cũng là tự động nữa cơ, có nghĩa là khi mà đầu tư vào đây nó sẽ tự động chuyển tiền về mà không cần phải cái kiểu như thế này thì các bạn đều biết cả rồi. Nếu đầu tư vào đây này thì kiểu này thì các bạn đều biết cả rồi, nhưng mà vấn đề là nó hơi bị ấy, cái min của nó vào 1 đô. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem, vì đối mình 1 đô nó không phải là một vấn đề, thì thử rõ cái này xem. Cái web này mình định không giới thiệu cho anh em, nhưng mà vì là nó lại tự dưng là một cái web mà nó rất đơn giản nhưng mà được đánh giá cao, mình thì thành thử ra mình phải thử cho các bạn biết. Chứ còn về cá nhân mình rất thích cái kiểu web này đâu, nhưng mà dù sao mình cũng có tiền mà, mình sẽ test thử cho anh em. Nếu mà những cái bọn nó nước ngoài nó đánh giá cao thì nha. Đây đây thì các bạn xem rồi, ngày 9 tháng 4 đây, đây tôi từ nếu ship thì các bạn có thể nhìn thấy là đầu tư vào rồi, amount income chưa có cái nào cả, trong một ngày thì nó một lửa, đại khái là rất là lâu. Còn payment này nó sẽ tự động payment cho bạn thôi, có nghĩa là nó tự chuyển tiền về cái tài khoản, cái ví của mình, nó cũng thành thử ra là nó cũng chả vấn đề gì. Nên mình sẽ thì nó sẽ đẩy lên ở đây, quay lại home xem thử đây này. Đây mình sẽ có, mình vừa đầu tư 1 này đô, có thằng đầu tư 200 đô này, đấy 2 đô này. Đấy tùy, nói chung là tùy thằng, mình không hiểu tại sao nó lại. Đây quốc kinh 3 ngày này. Đấy đánh giá cao, payment này, event này, đầu tư này. Thì tính toán vào 1 đô này. Đấy thì ngày mình sẽ có đây. Đây một time này này, event payment này, automatic này. Deposit output no payment refund automatic, có nghĩa là tự động luôn. Tức mắc không giới hạn cả, nhưng mà min đấy nó nghĩa là tự động luôn. Thế hàng ngày nó sẽ tự chuyển cho mình 0.05, 0.10, 0.15, 0.2, nói chung là nó tự chuyển cho 365 ngày nếu như mà thực sự web chạy được 365 ngày. Nhưng mình không thể, những cái web như này thực sự là vào rất là mạo hiểm. Nếu như thực sự nó chạy được 365 ngày thì mình sẽ được 18 đô, nhưng mà chắc là khó lắm. Thì bao giờ hồi vốn ta? 1 đô. Nếu 1 đô như vậy khoảng độ 20 ngày hồi vốn. May ra thì là chạy đủ được hơn 20 ngày ở những cái web như thế này. May ra chạy được hơn 20 ngày. Mình nghĩ như vậy thì có nghĩa là lãi được một chút chút, đại khái như vậy. Ok, đi xem web tiếp theo. I'm not robot. Để xem con tiếp theo sẽ như nào.
cái con kia là mình nói rồi đấy, mình cũng không thích cái kiểu web đấy đâu, nhưng mà do là nó được đánh giá cao, mình chả hiểu sao bọn nó đánh giá rất cao ở trong này. Ok, xin up này. Những cái web này là toàn những cái web mà nó gửi cho mình theo kiểu là đánh giá cao rồi, chứ không còn phải là những cái web mà mình kiểu nhặt vớ vẩn nữa. Khi mà check track, các bạn có thể nhìn thấy rằng là check nó sẽ rất là ok. Cái thằng vừa rồi mình không check là bởi vì những cái thằng như vậy là nó, các bạn nào mà chơi tàu nhanh của mình ấy mà quen ấy thì đều biết rằng là những cái thằng đấy mà đừng có check nó làm gì, phí thời gian. Có check thì check cái thằng mình đang đăng ký. Nhập code à. Ok, xếp lại. Ok, login vào. Có rất nhiều bạn là không hiểu sao không login. Ok, cái này thì chúng ta có thể vào Perfect Money, Payer, Litecoin và Bitcoin. Ok, để mình xem nó chạy được bao lâu rồi con này, và thanh toán nó sẽ như thế nào. Chỉ cần thanh toán cái này thôi, không quan tâm không còn thanh toán hay không. À, vẫn Bay-in, chạy 7 ngày. À, 7 ngày. Nhưng mà lãi suất là 120, lãi suất tương đối là cao. Lãi suất cao đấy, không phải là một cách bình thường đâu. Phan thử nào. Account balance không có. À, min vào là 20 đô. Bear thì sao? Bear cũng vậy, min là 20 đô. Lãi suất thì tương đối cao, nhưng mà vào 20 đô thì vẫn là chỉ 20 đô. Lãi suất là 102,5% trên một ngày thì cũng không ăn thua lắm. Nếu mà để đây after một ngày này, lãi 102 rồi. Con này vẫn là thuộc vào con là đánh vào những plan lớn, có nghĩa là đánh vào những anh em lớn rồi. Nhìn nó cách phong cách nó tạo này, tạo chứ các thứ rất ok ở bên ngoài để đánh vào những plan lớn. Cái kiểu này thì mình cũng đã từng phân tích rất nhiều cho các bạn rồi. Nó đánh vào những cái anh em mà thích plan lớn, chứ còn những plan nhỏ như thế này thì nó sẽ rất là không có gì cả. Đây, ví dụ như là con này là after 3 ngày thì sẽ lãi suất là 109%, vẫn cũng không là gì ăn thua cả. Nhưng mà khi đẩy những cái plan lớn lên thì các bạn như này, 1.000 đô lãi suất 105.000. Đại khái nó đánh vào cái plan lớn chứ không phải đánh vào plan nhỏ. Anh em có thể tham khảo. Con này check track thì những cái con như thế này ấy, thì bao giờ cái thông tin mà để chúng ta check trước các kiểu ấy thì để xem về cái giao diện ban đầu nó cực kỳ là đẹp. Nó có đại khái là nó có một CV quá đẹp. thành thử ra là rất khó nói ở những con này, nhưng mà lãi suất thì rất là thấp. Đấy, kiểu như vậy nó không toàn vẹn được nha. Ok, để tiếp con tiếp theo. Check in này. Thế chúng ta sẽ có gì ở trong con này? Xem lại. Invest, ok. Min của con này là 10 đô với lãi suất là 1,4% trong một ngày. Nó chạy trong vòng bao nhiêu ngày ta? Con này vẫn là con đầu tư vào cũng ấy. Một đây. For account summer payment system. Đây là cái kiểu thanh toán rồi. Victory banner, khi bạn ấy vào thì make. Con này thì cũng sao mà nó đánh giá cao mà giao diện chán đấy nhỉ. Giao diện trả ra một cái quét gì mà. Để mình xem thử cho anh em xem. Không có. Con này nói đánh giá cao cũng không ăn thua. Mình về cá nhân mình thấy thì con này tốt nhất anh em không nên làm gì cả, bỏ qua được. Ok, sang con khác. Ê, con này nhìn đẹp không? Đấy, sang con hẳn nó phải ngon nghẻ như thế này. Nhìn cái phong cách giao diện, cái thần thái của nó phải ok này. Cộng với hệ thống, đây các bạn thấy là cái khi cái đăng ký nó mà ngon như thế này thì nó mới là nó mới là mang yếu tố ngon nghẻ. Chứ còn cái kiểu mà chỉ nhập mỗi địa chỉ ví xong rồi đăng ký vá vẩn, nhìn đã thấy là hời hợt. Ăn vá vẩn. Tin tưởng cái gì? Mà có chạy thì chạy được đi chăng nữa thì cũng không chạy được lâu.
còn mấy cái này chúng ta có thể thêm thắt sau, không vấn đề gì cả. Ở clip kiểu này thì mình nói tốc độ rất là nhanh, bởi vì để dành cho những cái bạn mà đã gần như là biết chơi rồi, thành thử các bạn không cần phải nghe quá nhiều đâu. Các bạn ấy chỉ cần quan tâm là web có ok hay không và đầu tư vào nó sẽ là như thế nào thôi. Đây plan 1, chúng ta có plan 1 min vẫn 20 đô. Con này kinh nhất là đúng là đấy, cái con nào mà nó đẹp ban đầu là ý rằng là nó rất là khó tiếp cận với những người ít tiền. Nó kiểu giống như là hàng VIP ấy, giống như kiểu là đầu đĩa Nhật. Đầu đĩa Nhật ấy thì cái loại đĩa bình thường nó rất là kén đĩa, cái loại đĩa bình thường nó không vào. Còn nếu đầu đĩa tàu thì loại đĩa nào nó cũng ăn, nhưng mà rất hay dễ hỏng. kiểu vậy. 5 ngày đây, 7% daily cho 20 ngày, 8% đây. Nó vẫn là buying, nó vẫn thanh toán. Thì đương nhiên ở những cái con này mình bảo rồi, bao giờ nó cũng thế. Check trước nó thứ đẹp lắm, mọi thứ nó đẹp. Mình bảo rồi, nó giống như là kiểu một đầu đĩa Nhật vậy. Nó rất là kén đĩa, nhưng mà nó lại dùng bền. Và cái ban đầu của nó, thiết kế ban đầu của nó cũng rất là tốt. Về cái nội tại ban đầu rất là tốt. Còn về tương lai thì rất là khó nói. Kể cả bạn mua đầu đĩa Nhật và đĩa tàu thì có thể cái đầu đĩa Nhật còn khéo còn chết trước cái đầu đĩa tàu ấy. Chứ đừng nói là cái việc là cái đầu đĩa tàu thì nó cũng có rất nhiều con đầu đĩa tàu nó cũng ngon, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn chết. Con nào thì cũng sẽ chết, chẳng qua là chết theo kiểu nào mà thôi. Ok, con này thì đương nhiên là nó sẽ rất là ok ở cái đoạn check track rồi. Tùy các bạn xem thích không, link mình để phần mô tả bên dưới nhé. Để đi xem web tiếp theo, chúng ta cũng quá nhiều web ở ngày hôm nay, không thể nói nhiều được vì nó bị dồn web mà. Đấy, đây này, về hệ thống nó phải thanh toán như thế này, nó đăng ký nó như phải như thế này thì nó sẽ rất là ok ở cái web. Nhìn cái ban đầu của bạn đó, các bạn có thể thấy không, nhìn ban đầu web nó đẹp như thế này. Các bạn mình phải bước cái đăng, mình định bỏ cả cái bước để đăng ký này cơ, nhưng mà có một số bạn ấy lại comment là em không hiểu sao em đăng ký rồi em vào lại mất bát. Mình thì cũng không hiểu sao, mình đăng ký rất là bình thường và mình luôn luôn bảo các bạn là xếp bát lại xong rồi. Cái này mình có thể chỉnh sau. Con này có vẻ ok nhỉ. Xếp lại như này đấy, xong mình chỉ lúc in này mình vào rất là bình thường như thế này, cũng không hiểu. Chúng ta sẽ có các hệ thống make deposit để chúng ta xem. 5 đô là min, chúng ta perfect money, payer Litecoin, Bitcoin, Dogecoin cũng có luôn. Dogecoin này thì chọn, ví dụ như bạn chọn cái kick select này đấy, 5 đô là min này, sau đó ấn send này, nếu chọn đó đấy thì process này 1.5 holy. Nó sử dụng coin payment thì các bạn nếu mà có tài khoản ở coin payment thì hãy chuyển, còn nếu không thì đừng chuyển. Tốt nhất là nếu con này mà nó sử dụng coin payment như vậy thì anh em chỉ lên chọn perfect money hoặc là payer thôi, còn đừng có sử dụng bitcoin hay dogecoin, litecoin, vì hiện tại giá đang bay, mà giá đang bay thì cái độ chuyển đi chuyển lại của các đồng coin không hề ổn định tẹo nào. Mà khi không hề ổn định thì cái web coin payment này nó kiểu là nó chỉ trong vòng 30 phút mà bạn không thực hiện thanh toán đấy, xem nó sẽ hủy đơn, mà hủy đơn mà tiền mình chuyển đi rồi là không thể hủy được, nó không thể comeback lại tiền được đâu. Đâm ra thành thử ra những con mà nó sử dụng coin payment tốt nhất là anh em nên sử dụng perfect money. Nói chung là những web như này thì lên sử dụng perfect money thì nó sẽ ok hơn là so với việc khác. Các bạn có thể suy nghĩ với 86 giờ, 1.2 đến 1.2%. Ok, check qua xem nào. Con này nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà lãi suất thì tương đối là thấp, không phải là nó cũng hướng tới plan mới. Đây này, chạy 6 ngày bidding 1-2% trong giờ, for 86 giờ thì nhân lên chúng ta sẽ có biết ngay 86 giờ các bạn sẽ có bao nhiêu tiền. Chứ cho là 1.2 đi,
nhân với 86 giờ chúng ta sẽ có 103, rất là ít đúng không? Sau 86 giờ thì 86 giờ chia cho 24 giờ chúng ta sẽ có 3 ngày rưỡi. Thì tầm 3 ngày rưỡi mà 103, ví dụ như vào 10 đô bạn chỉ có 3 đô thì 3 ngày rưỡi như thế là cũng là ít, cũng không phải là lãi suất quá là đỉnh cao. Nhưng mà về cái mốc con này thì cũng có dễ tiếp cận, chứ không phải là không dễ tiếp cận. Bởi vì trích thoát của nó ban đầu nó cũng rất là ok, nhưng mà về cá nhân mình thấy thì 6 ngày rồi thì cũng hơi là mạo hiểm. 6 ngày thì quá là cũng hơi là mạo hiểm với 6 ngày. Nếu như là con này nó chạy khoảng độ 0 ngày hoặc là 2 ngày hoặc 3 ngày thì lại ok nữa. Nhưng mà 6 ngày thì cũng là tương đối là mạo hiểm. Ok, các bạn cứ suy nghĩ. Tiếp theo con này luôn, Gambit. Gì tên nghe kinh. Gambit. Ok, những cái con như thế này nó rất là đẹp này, mình thích những cái con như kiểu này, có hệ thống đầy đủ, mình cảm giác như nó làm nó ok hơn, chứ còn những cái con mà nó nhập nó chỉ ví chả ai hiểu. Có thể một số bạn thích những cái con mà chỉ nhập địa chỉ ví vì các bạn chả cần phải làm gì. Bết cái ví và phát là xong. Bết ví và đấm tiền phát là xong, mà chả cần phải đăng ký hay chả cần phải mật khẩu gì cho nó phức tạp. Bởi vì có một số bạn bạn ấy rất sợ làm những cái việc như này. Nó sẽ bị đại khái là anh em quên mật khẩu, đại khái như thế. Chứ về cá nhân mình thì mình lại... Đối với mình thì không sao, vẫn đăng ký này, mình đăng ký quá quen rồi, ngày đăng ký bao nhiêu thứ. Đấy, các bạn có thể thấy rất là bình thường, rất là ấy. Mình có thể đăng ký liên tục những cái quét như này có mất vấn đề gì đâu, chả vấn đề gì cả. Nhưng mà anh em đăng ký một quét đã xin lỗi. Mình đăng ký liên tục mấy quét liền. Ok, chúng ta sẽ cho make deposit để xem min của nó là bao nhiêu. Vẫn là min 10 đô với lãi suất là after 1 ngày là 102, nếu như 135 phải là 10.000 đô cơ. Chứ đừng có nhìn này gần. Nhưng mà nhìn con này hơi fake nhỉ. Vì nó các bạn là nó fake cái gan thành thử ra là hơi fake. Thế nếu như mình vào Dogecoin sao 30 đô thử thế nào, make deposit xem nó sẽ chuyển mình về đâu. Hay vẫn sử dụng coin payment rồi. Thằng này vẫn sử dụng coin payment, như vậy thì cũng không ok lắm đâu để về vào cái chế độ này. Mình thích nhất cái con nào mà nó sử dụng riêng cái hệ thống thanh toán của nó là đập thẳng tiền vào nó luôn, nó sẽ tự quét ra mã vạch của nó bản thân như vậy. Thì những cái con như vậy thì nó hỗ trợ mới là ok. Những con như vậy thì các bạn lên sử dụng đồng coin nó mới là ok, chứ còn nếu nó sử dụng qua phương thức coin payment kia thì nó không ok lắm. Đại khái là cũng thích thôi. Nhưng mà ấn vào đây thì đây Perfect Money Bayer thì vẫn như mọi khi rồi, chả có gì là kinh khủng cả. Để check qua xem có cái gì kinh khủng ở đây. Nói chung là có mấy con này thì cũng tuyển cả, chứ cũng không phải không tuyển. Đây Bayer, ô con này chạy hơn lâu 20 ngày rồi cả. Kinh nhờ, 20 ngày. Trong khi đó giờ mình biết thì có chắc là nó nổi tiếng chờ nó 20 ngày rồi mình ấy. Vẫn còn đang thanh toán today luôn. Vẫn đang thanh toán. Nhưng mà 20 ngày mà vẫn chạy cơ. Kinh nhờ. 20 ngày vẫn chạy và vòng mỗi lại 102% thì quá ít. Bởi vì nếu như vào 10 đô bạn chỉ có 10.2 đô thôi. Đúng rồi, còn không được cả 12 đô cơ, lại 102 thì quá ít. Nếu như vào cái tầm này. Nhưng mà nếu after 5 ngày thì ok hơn. Là 112 cũng quá ít. Mình bây giờ mình về cá nhân mình thì mình thích mạo hiểm hơn là chơi những con như kiểu này. Những con như này thì nó cái độ an toàn ở cái bước đầu nhìn giữa các thứ thì nó nghe rất là ok, nhưng mà về tương lai chạy thì cũng khó nói. Đại khái nó phân ra hai khúc, đó là đầu đĩa tàu và đầu đĩa nhật ấy. Đấy, những cái thằng này như là kiểu đầu đĩa nhật, và những cái con tàu nhanh thì nó giống như kiểu đầu đĩa tàu, kiểu gì nó cũng chơi nhưng mà lại cực kỳ dễ hỏng. Những con này thì không phải là con điều tiến tàu cực kỳ dễ hỏng đâu, mà là nhìn bên ngoài vẻ ngoài nó rất là ọp ẹp. Đại khái bạn nhìn đầu điện tàu thì bao giờ nó vẻ ngoài nó rất là ọp ẹp. Còn những cái bọn này thì đầu điện nhật thì nhìn vẻ ngoài nó rất là cứng cáp, nhưng mà chạy thì không biết thằng nào là ăn thằng nào, cũng rất là khó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Các bạn cảm nghĩ sao về tổng hợp những quét ở cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này thì anh em thể comment ở phần mô tả bên dưới. Ok, cảm ơn bạn.